Vâng, xin chào các bác đến kênh Nghiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác chiếc xe đua full carbon đến từ thương hiệu của Đức, VISP VS720. Vâng, đây là một mẫu xe đua được sử dụng nguyên bộ group 105, sử dụng bộ chuyển động 105 và có bộ khung siêu nhẹ các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe VISP VS720 full carbon siêu nhẹ. Đây là một mẫu xe đạp đua chuyên nghiệp đến từ thương hiệu của Đức. Các bác có thể lên Google để search thêm về cái chiếc xe này, VISP 720 các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này trên 90%, xe rất là mới, khung tàng carbon, khung tàng carbon. Yên còn rất là mới các bác nhé. Yên đến từ Peter, cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. Yên một xanh đen. Như các bác thấy thì nước sơn của chiếc xe này hầu như là không một vết xước nào, rất là mới, hầu như không một vết xước nào đáng kể cả, còn giữ nguyên những cái mã tem và vẫn giữ được những cái tem trên xe. Bên trên thì ghi đông cổ phốt của Vitro Spec nguyên zin theo xe các bác nhé. Với dòng VIP này thì sử dụng tủ của Vitro Spec. Đèn Peter cả lòng đen đều carbon các bác nhé, vẫn carbon này. Vâng, trên đầu xe đây thì có logo của hãng VIP đây. Hàng sư tử dung miệng, cái logo của hãng VIP. Vâng, xe sử dụng bộ tay lắp rất là cao cấp đến từ Shimano 105 các bác nhé. Rất lâu rồi em đi về một chiếc xe mà sử dụng cấu hình 105. Đây là Shimano 105, bên này bên tay lắp bên đĩa. Hàng carbon của nguyên zin của nguyên VIP. Bộ vành nguyên cặp Nitro Spec RS300 các bác nhé. Lốp của Innova, lốp còn rất là mới, và chiếc xe rất là ít đi, cấu hình 105, may nguyên zin của Nitro Spec, nguyên zin theo xe. Vâng,
trên vành đây thì có những phản quang các bác nhá. Đi đường buổi tối các bác có thể yên tâm vì có vành này phản lại ánh sáng. Thấy những nguy hiểm không đáng có. Vâng, và xuống dưới đây. Đây là dây âm sườn cao cấp các nhá. Dây âm sườn. Những xe cao cấp thường là trang bị dây âm sườn. Thế dưới đây là đùi đĩa. Đùi đĩa chọc rỗng của Zico Spec. Đĩa nhôm. Gạt đĩa thì của 105. Gạt đĩa 105. Phủ đề của Shimano 105. Dây em sửa đi xuống tận dưới khung này. Bộ vành sau của xe thì cũng có phản quang và của hãng Zico Spec RS300. Bây giờ sẽ đo chiều cao xoay đứng của xe. Vâng, và xe có xoay chiều cao khung đứng là 49 các bác nhé. Và phù hợp các bác từ 1m63 đến trên 1m7. Có thể vừa chiếc xe này. Giờ sẽ đi vào đánh giá chuyển động. Vâng, xe được sử dụng bộ líp 11 tầm. Nguyên bộ chuyển động của 105. Phủ đề 105 và bộ tay lắp 105. Rồi, chuyển động rất là tốt. Xuống líp. Rất tốt các bạn. Bên tay phải thì là bên đĩa, đùi đĩa 2 tầm trục rỗng. Gạt đĩa 105 và chuyển động rất tốt. Vâng, và vừa review xong chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức, chiếc xe đua full carbon được sử dụng bộ chuyển động của 105 và đùi đĩa trục rỗng. Vâng, và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 16.900.000, miễn phí ship toàn quốc phải 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kia Xe Đạp và nhấn đăng ký và nhấn vào chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tay của anh em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.